Cái chén chờ nó hết hồng nè. Hello. Ừ? Hello. Hết gì đâu. Ok. Quên cúp của dao rồi mà. Luôn làm neo đằng kia đi. Còn được ác rồi. Bật đèn hả? Mấy cái u bồ tới giờ còn âm. Tại vì là đây là tháng 3 chuẩn bị quyên giá này, 3 đội trên bắt được cái này. Bật quạt lên đi cho mát.
I should do it. Sự các kiểu chờ hết tao không nói à, nói mà không ai biết nói. Thì giờ tao cũng vậy mà, tao cũng làm thêm nữa mà. Giờ mấy nhà trên cư dân này cũng chạy thêm nhiều mà. Nói nãy giờ chưa xong nữa. Lâu rồi nhanh nhìn... đẹp thế này hả, đẹp phải đầu tư thì mày cái hàng Nhật cả hàng Trung Quốc. Thank you.
Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like đăng ký hãy tiệm ủng hộ Chí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền. Bye bye.